một cái bài giảng buổi sáng để cho các con nghe lại cái băng. Và đồng thời thì thầy cũng nhắc cho mấy con trên cái bước đường tu tập, trước khi mà nhắc á thì thầy cũng muốn để cho các con nghe lại những cái gương hạnh của cái những bậc cao tăng, những bậc thánh tăng trong cái thời của Đức Phật, để lấy cái đó làm cái gương tu tập cho chính mình. Và cái bài Tứ Vô Lượng Tâm thì chúng ta cũng đã kết thúc, cho nên để kết thúc cái bài Tứ Vô Lượng Tâm ở bên nữ, thầy nhắc lại cái gương của những vị thánh ni nữ như ngài trưởng lão bà Badia Mavati, bà tu định vô lậu và quán bất tịnh. Bà có ghi lại một bài kệ: sau khi tu cái định vô lậu, bà đã chứng đạt được tam minh, thành độ được sự giải thoát. Qua cái bài kệ đó thầy đọc cho các con nghe. Bà nhắc lại cái công trình tu tập của mình: ta tu định vô lậu từ đầu tóc trở xuống, từ bàn chân trở lên, hãy quán xét thân này. Thân này thật bất tịnh, thật hôi hám thối tha. Ta an trú như vậy, mọi tham dục nhổ sạch, phiền não được đoạn trừ, ta mát lạnh tịch tịnh. Đó là chỉ cho cái trạng thái giải thoát của chính bà. Nghĩa là bà tu cái định vô lậu như thế nào? Bà bắt đầu từ ở trên tóc của bà đó, ở trên đầu của bà quán sát, bà đặt cái niệm cái bất tịnh ở trên cái thân của bà, rồi bà quán sát từ ở trên đầu của bà ngồi kiết già, bà thẳng lưng, rồi bà nhìn, bà tưởng ra bà nhìn cái đầu của bà trở nhìn trở xuống, rồi tứ dưới ở bàn chân bà mới nhìn trở lên, bà quán sát lên xuống như vậy, bà xem coi có cái gì là nó sạch, nó thơm tho, nó quý báu, mà tại sao bà lại chấp cái thân bà dữ vậy? Cho nên bây giờ đó thì bà mới quán sát cái thân của mình, thì bà thấy cái thân này rõ ràng là từ ở dưới, từ ở trên đầu tóc của mình, tóc gì, tóc của mình nó sạch, chứ sự thật ra nó là bất tịnh, nó rất là dơ. Rồi cho đến dưới bàn chân của bà, từ cái da chân cho đến cái gì đi nữa nó rời ra thì nó cũng hôi thối, mà bà sẽ quán sát như vậy. Rồi bà quán sát từ dưới chân lên tới đỉnh đầu, bà thấy cái thân này rõ ràng là bất tịnh, thật là hôi thối, không có cái gì mà không hôi thối, quăng nó ra một miếng thịt hoặc cái móng tay của mình ra rồi thì thấy nó quá là bẩn thỉu. Cho nên bà an trú ở trong cái thân mà bẩn thỉu như vậy đó, thì mọi cái lòng mà ham muốn của bà đó, bà nhổ sạch ra hết, bà không còn ham muốn nữa. Cho nên từ cái nhổ sạch cái lòng ham muốn đó, cái phiền não bà nó đoạn dứt, bà không có còn phiền não nữa. Do đó, bà đã được cái sự giải thoát. Vì vậy chỉ có cần một cái định vô lậu mà người ta được giải thoát. Vậy thì trong khi mà tu cái định vô lậu đó, thì ở đây thì chưa có đến cái giai đoạn lộ trình thứ hai của cái người tu định vô lậu như thế nào. Nhưng thầy cũng có dạy các con để tu tập cái định vô lậu rồi, để quét sạch những cái tâm phiền não của mình đó. Thường là mình ngồi mình quán, rồi mình dùng pháp hướng, mình nhắc để mình đoạn trừ nó, mình diệt trừ cái lậu hoặc. Nhưng đến khi giảng thì thầy sẽ dạy rõ hơn về cách thức tu tập như thế nào cho đúng cách để nội cái định vô lậu không. Thì quý thầy, các con cũng thấy được cái sự giải thoát, chứ không phải cần mình nhiếp tâm ở trong hơi thở. Tại sao vậy? Tại vì hàng ngày chúng ta hay dùng cái pháp hướng, mà cái pháp hướng đó, cái pháp hướng tâm là như cái lý tác ý đó, là cái pháp dùng cái sức lực của tinh thần của chúng ta. Ví dụ như các con nghe nói mình dùng cái câu nào đó, ví dụ như cái tâm mình hay tham hay sân hay là nó thiếu lòng từ bi, do đó mình đặt ra cái tâm không có sân nữa, từ đây phải chấm dứt. Mình chấm dứt thì khi mà mình bảo nó phải thì mình ngưng lại, chấm dứt, mình ra lệnh như vậy, thì cái sức mà dồn cái hơi để mình tắm nó ra như vậy, đó là cái lực của tinh thần. Cái lực của tinh thần mình rất mạnh. Và khi mà cái pháp hứa nó thành tựu rồi, mà cái tâm của quý vị đã nhổ sạch cái phiền não, cái lậu hoặc đó, thì cái tâm nó thanh tịnh rồi, thì lúc bây giờ cái pháp hứa đó dồn cái lực mà pháp hứa, thì mình có hướng tâm mình nhắc thế này: các hành trong thân ngưng, và cái hơi thở phải ngưng. Thì lúc bây giờ nó nghe theo cái lời truyền lệnh của chúng ta thì nó ngưng liền. Nó ngưng liền thì lúc bây giờ chúng ta có cần gì mà phải ngồi hít thở đâu. Tức là lúc bây giờ chúng ta nhập tứ thiền. Mà nhập tứ thiền cái thân nó ngưng thì tức là nó định. Nó định thì nó định ở trên cái tâm thanh tịnh của nó. Cho nên từng đó chúng ta hướng tâm đến tâm minh rất dễ dàng và giải thoát.
Nó thì chúng ta chỉ tu có bao nhiêu đó mà chúng ta cũng vẫn thấy là sự giải thoát rồi. Chứ đâu cần phải ngồi hít thở, mà hít thở mà khi tâm quý của các con luôn luôn lúc nào cũng bị động, lúc thì phiền não, lúc thì giận hờn, lúc thì đau khổ, mọi chuyện nó đều làm cho các con cái tâm ri rứt đủ thứ hết. Mà như vậy thì bây giờ các con có bảo cái hơi thở ngưng không, hoặc là bảo như thế nào nó có ngưng không, hay là nó tưởng ngưng chứ không phải là nó ngưng. Nó làm những cái mà chúng ta đã lầm lạc tu sai. Vì Phật dạy tỉnh chỉ, tỉnh là thanh tịnh, mà thanh tịnh thì tức là lậu hoặc nó phải hết, phiền não nó không còn, nó không còn giận hờn, phiền não nó không còn khóc sức mướt nữa. Do đó nó không còn những cái lỗi lầm, cái lỗi ác, lỗi này kia, nó không còn ở trong các pháp ác, nó toàn là ở trong pháp thiện. Mà bây giờ thì các con thì hoàn toàn là coi như là ở, hoàn toàn là ở trong pháp ác. Hở một chút đó thì có phiền não, có đau khổ thì pháp ác rồi, đâu có còn là pháp thiện được. À, cho nên cái tâm thì nó còn dính dấp ở gia đình, tình thương này, tình thương kia, nó trăn trở đủ cứ thứ mà nó không có lìa ra được. Mà bây giờ bảo cái hơi thở ngưng thì làm sao nó ngưng? Các con thấy, phải chi người ta nói, người ta nói rằng mình bảo nó ngưng mà cái tâm mình nó còn ham muốn cái này kia mà bảo ngưng được á, thì cái đó nó dễ rồi. Nhưng mà Phật dạy cái tâm phải hết ham muốn, cái tâm phải ly dục, ly bất thiện pháp, không còn ác pháp thì mới điều khiển nó, mới bảo nó được. Còn bây giờ cái tâm mình còn ê chề như vậy mà mình bảo làm sao bảo được. Đó là những cái mình tu chưa có đúng cái đường lối của Phật, cho nên mình không có đạt được cái chỗ tu tập. Đây thầy thuật lại một vị ni nữ mà trong cái thời của Đức Phật đã có tu hành như thế nào, trong khi tuổi già sức yếu mà vẫn đạt được cái định vô lậu. Bà Sita gần 70 tuổi bà mới được theo Phật tu hành, thân già yếu mệt mỏi bà cố gắng tu tập định vô lậu. Bà đâu có làm sao bà nhiếp thở hơi thở được, bởi vì nhiếp thở hơi thở như quý con bây giờ đó thì nó lại mệt. Cho nên bà chỉ ngồi bà đặt cái niệm trước mặt mà quán vô lậu để mà phá sạch cái lậu hoặc. Cho nên bà viết cái bài kệ như thế này: dầu ta có mệt mỏi, bệnh hoạn quá yếu đuối, dựa trên gậy ta đi, ta leo lên đỉnh núi. Với đại y dắt ngang, với bình bát lộn ngược, ta dựa mình tảng đá, phá tan khối si ám. Đó, phá tan khối si ám là cái lậu hoặc đó, cái tham sân si của mình đó, cái ngu si, cái phiền não đau khổ đó, mà phá tan được cái đó thì cái tâm tịnh bà thành tựu được đạo giải thoát. Cũng là một cái định vô lậu. Nó thì các con thấy người ta tu có cái định vô lậu mà người ta được giải thoát, mà người ta già tới 70 tuổi rồi, chứ đâu phải còn nhỏ nhoi nhoi gì, người ta đâu có cần dùng hơi thở đâu, nhưng mà người ta vẫn làm chủ được cái hơi thở này. Dù ta có mệt mỏi, già tới 70 tuổi mà bệnh hoạn nữa, làm sao không mệt mỏi? Bệnh hoạn quá yếu đuối, bà quá yếu đuối, dựa trên gậy ta đi, nghĩa là bà xin Đức Phật vào xuất gia rồi. Thì các con biết bây giờ các con thì như già như cô Huệ Ân thì đâu có đi xin, phải không? Còn bà đó 70 tuổi rồi, bà phải chấm cây gậy gì, đâu có ai xin cơm cho mình đâu, bà phải tự xin ăn, mà đâu có ai nấu cơm sẵn cho mình ăn đâu, phải băng tới đúng giờ đó, phải chấm cây gậy đi ra ngoài chợ đó, để mà ra ngoài chỗ đó người ta mới cho, ta cho đủ rồi bưng về. Bưng về thì phải trèo núi, trèo núi, cho nên bà phải leo lên trên đỉnh núi chứ không phải ở dưới đâu. Già cả mà còn phải đi lên dốc núi như vậy đó. Thì giới đại y dắt ngang, dắt ngang như thế nào? Cái y thầy đây là dắt xuôi đó con, dắt ngang là nó dài vậy cái rồi thấy cần cổ vậy thầm xuống vậy, như dắt cái khăn vậy đó, gọi là dắt ngang, đặng tèo mới được chứ không dắt như vậy đi té sao. Kêu là dắt ngang, dắt là như cái khăn mình dắt cổ vậy nè, kéo xuống hai thầm xuống vậy nè, nó gọi là dắt ngang. Với bình bát lộn ngược, bình bát mang đây mà nó lộn ngược, bị trèo núi nó phải lộn ngược cái bình bát nó, cái miệng bát nó xong thì lặn tới xuống chứ sao. Nó thì các con thấy cái cách vất vả không. Nhưng mà khi đến chỗ rồi thì bà dựa mình vào tảng đá mà ngồi đó, bà đặt niệm đó, cho nên bà phá tan được cái khối si ác, lậu hoặc nó sạch rồi đó. Các con thấy những cái gương hạnh già yếu nhẹ mà người ta nỗ lực, người ta phá những cái si ám đó, người ta thấy đó là những cái lậu hoặc, cái khổ của đời người. Cho nên người ta quét sạch. Quét sạch thì tức là khi mà quét sạch thì phải dùng cái gì các con biết không? Dùng pháp hướng, tức là ám thị đó. Mà pháp ám thị nó đâu có dùng cái gì đâu, mình chỉ nhắc thôi chứ nó gì đâu. Chẳng hạn là bây giờ các con bảo nè, hơi thở ngưng, các con có nín không? Hay là bảo rồi các con nín, cái kiểu đó là sai. Mình chỉ ra lệnh nó thôi, nó nín không nín thì kệ nó, mình cứ thở đi, mình thở bình thường chứ mình thở, nhưng mà mình ra lệnh đó, phải không các con? Khi mà ra lệnh nó, mình ra lệnh riết nó cái hiệu quả, tới chừng hiệu quả rồi bảo với nó ngưng. Nhưng mà nó hiệu quả đó là do cái tâm của mình thanh tịnh. Bây giờ đó mình còn phiền não, còn giận hờn gì đó, mình cứ hướng mình nhắc cái tâm phiền não nó phải dứt, vì phiền não là khổ. Hoặc là mình quán cái thức cái phẩm ăn, mình thấy mình thích thú cái ăn, mình quán nó bất tịnh, mình thấy cái thân này mình còn chấp cái ngã, cho nên mình giận hờn, cho mình quán vô thường khổ không có ngã. Đó là những cái định mà lậu hoặc, để quét sạch những cái này.
mình thấy tâm trong tâm trạng mình còn thấy nhớ thương hay hoặc là có những cái phiền não gì thì mình biết cái mầm mống của rồi hoặc, cho nên từ đó mình phải quét sạch nó, chứ không có được để nó. Do mình để nó thì tức là nó quân tập những cái lậu hoặc khác nữa, nó nhiều ra nữa, thì làm sao mà cho hết được. Chẳng hạn là cứ ngày mình thêm cái giận chút, ngày thêm giận chút, thì cái lậu hoặc càng ngày nó càng tăng. Mà do đó vì vậy mình càng ngày phải xả xuống chứ, mình xả xuống bằng cái pháp hướng của mình, rồi bằng cái trao dồi tứ vô lượng tâm của mình, nó là hai cái gương hạnh rồi. Bây giờ đến một cái gương hạnh nữa, cũng là một cái người phụ nữ cũng già yếu rồi đi tu theo Phật, bà Mestika, cũng tuổi già yếu, bà bỏ cả gia đình, xã nghiệp và con cái theo Phật tu hành. Tới 70-80 tuổi rồi mà người ta ngộ được cái lý của đạo Phật rồi, người ta thấy cái đời khổ quá, từ nào có chồng có con có này kia rất là khổ, cho nên vì vậy mà bây giờ tới già rồi bà cũng vẫn xin Phật theo tu được. Vì khi mà có cái tăng đoàn của nữ thì Đức Phật chấp nhận cho phụ nữ vào tu hết, già cả gì cũng cho tu hết, cũng như thầy bây giờ già cả gì thầy cũng cho tu hết, nhưng mà các con thì không ráng tu, không có sống cho đúng những cái hạnh độc cư hoặc là sống cho đúng, xả hết cái tâm. Còn hồi xưa xong các bà sao mà giỏi quá, họ đi tu cái họ bỏ hết chồng con, bỏ hết tất cả những sản nghiệp, bỏ hết. Các con sẽ nghe những cái bài kệ của các bà, các con thấy các bà nói rất là chí lý lắm. Đây cái bài kệ của bà này: dầu ta có đau đớn sức yếu tuổi trẻ qua, dựa trên gậy ta đi, ta leo lên đỉnh núi, với đại y dắt ngang, với bình bát lộn ngược, ta ngồi trên tảng đá, tâm ta được giải thoát, ba minh chứng đạt được, thành tựu lời Phật dạy. Thì các con thấy người ta tu có cái định vô lậu không? Mấy người già này người ta không tu cái định hơi thở nổi đâu, bởi vì hít thở nó khó lắm. Còn cái tu cái định vô lậu thì chỉ đặt cái niệm trước mặt, ngồi kiết già hẳn hoài đàng hoàng, rồi quán xét, từ đó phóng ra cái tri kiến, theo dõi quán xét cả thân tâm, phá vỡ những cái tâm ham muốn mình thấy còn một chút gì mà mình còn thương, còn ghét, còn này kia, còn nhớ con, nhớ cái, nhớ nhà, nhớ cửa, thì ngay đó là đặt cái niệm ngay chỗ mặt trước mặt là quán quét sạch, đập nó xuống hết, không có còn để cho cái niệm đó nó len lỏi trong đầu, tức là phá lậu hoặc đó. Thí dụ như bây giờ các con á, các con có gia đình nè, có con cái nè, có cháu chít nè, có nhà cửa nè, có tài sản của cải nè, bây giờ ngồi tu thỉnh thoảng nó cách niệm của mình nó nhảy ra những cái gì, mà cái niệm nhảy ra tức là cái thương nhớ, cái ghét của mình nó còn đó, cho nên đặt cái niệm đó ra mà quán quét sạch nó. Thì những cái hôm nay thầy dạy cho các con nó thực tế để mà tu cho cái tâm nó thanh tịnh, cho nó phá đi những cái chướng ngại trong tâm để giải thoát hoàn toàn. Bà Sangita thì bà nói lên cái bài kệ của bà, trong khi bà cũng tu cái định vô lậu mà đạt được cái sự giải thoát. Bà nói bài kệ: bỏ gia đình xuất gia, nghĩa bỏ hết cái gia đình bà đi tu. Ta từ bỏ con cái, từ bỏ gia súc quý, nghĩa là bà cũng nuôi gà nuôi vịt, chắc bà cũng mến nó lắm đó, cho nên bà nói quý đó. Từ bỏ tham sân si, còn đối với vô minh ta sống hạnh diễn ly, nghĩa là ở chỗ này các con nhớ, còn đối với vô minh là những cái không có rõ không có hiểu đó, cho nên bà phải sống cái hạnh diễn ly. Sống hạnh diễn ly là sống gì các con biết không? Vì vô minh á, mình đứng đối trước tất cả các mọi người mình không có sáng suốt, mà không sáng suốt người ta nói cái nó giận nó hờn phiền não liền, cho nên bà phải sống diễn ly để mà đối trị với tâm vô minh mình được, tức là không có sống gần ai hết, là không có chuyện gì xảy ra thì đâu còn có sự vô minh không các con, phải không? Cho nên bà sống một mình, bà sống diễn ly, không có chơi chung ai hết, cho nên bà diễn ly tất cả hết thì cái vô minh nó đâu có, bởi vì nó không có đối tượng, cho nên nó không làm tâm bà chướng ngại. Vậy bà nỗ lực bà sống độc cư, bà không có chuyện ai hết, cho nên bà cắt ly được cái duyên vô minh, cái vô minh lậu đó, cho nên tâm bà không chướng ngại, từ đó lần lượt cái tâm nó thanh tịnh, bà quán vô lậu, bà quét sạch cái ngã chấp, cái kiến chấp của bà trong tâm, cái thương ghét của bà quét sạch ra, nhờ cái hạnh diễn ly đó mà bà đã quán được cái vô lậu mà bà thành tựu. Còn các con thì cứ nay chuyện này mai chuyện khác thì cái vô minh nó càng càng trề, mà hãy vô minh ra thì các con thấy gì? Phiền não đau khổ đủ thứ hết, phải không? Các con thấy cái sự vô minh mình chưa? Còn nếu mình không vô minh thì mình làm sao mình đau khổ phiền não được? Vì có vô minh cho nên mình khổ, cho nên mình sống độc cư diễn ly, đó là mình phá trừ cái vô minh. Sau khi chinh phục được đoạn tận gốc tham ái, cái tham ái là cái lòng ham muốn của mình đó, đoạn tận được, ta được sống thanh thản tịch tịnh và an lặng. Thì các con thấy các bà sống sau tu hành có dễ dàng quá, chỉ nắm được cái mối chốt nào đó là ngay đó là cái yếu điểm của mình, thì ngài đã thực hiện được cái sự thành tựu của mình. Như cái bà này
thì bà đã nắm được cái mấu chốt là cái sự vô minh mình nhiều quá, đụng ai mình cũng có thể phiền não được, người ta nói nặng nói nhẹ hoặc nói gì cái mình cũng đau khổ được. Cho nên do vì vậy đó mà mình cố gắng, mình phải sống cái đời sống diễn ly ra, diễn ly không có đối tượng nữa, cho nên mình sống hoàn toàn là mình mới khắc phục được mình, nhất là mình chiến thắng được tâm mình. Đó thì các con thấy đó là những cái người phụ nữ mà trong thời Đức Phật họ là những bậc thánh ni ở trong thời đó đó, họ tu tập như vậy đó, nó không có khó khăn gì hết. Chứ phải như còn trẻ tuổi như mấy con thì không nói gì, già 70-80 tuổi rồi như bằng cô ăn vậy đó, mà người ta vẫn là giải thoát, người ta vẫn là bậc A-la-hán hết. Chỉ có một chút xíu thôi, dứt bỏ thế gian tâm giải thoát liền, vô lậu thì thành đạo quả Bồ Đề. Còn dứt không được hết thế gian thì hai cái lộ trình mà thầy vạch ra các con nghe băng thì các con sẽ thấy rằng thầy đã dạy rất rõ cái lộ trình mà còn thế gian thì không bao giờ mà có thể trắng bạch như vỏ ốc được, mà bước chân vào cái lộ trình mà xuất thế gian rồi thì nó trắng bạch như vỏ ốc, tức là cắt đứt toàn bộ cái sự dây mơ rễ má của thế gian, không còn dính nữa. Từ đó chúng ta quét sạch những cái lậu hoặc mà còn lại trong tâm, thì trong vài ba hôm thì nó quét sạch rồi, đâu còn lâu nữa. Cái bà này thì người ta không biết tên, nhưng bà có một đứa con tên là Samagila, cho nên nói mẹ của Samagila. Theo Phật pháp tu tứ bất ngoại tịnh, bà tu theo cái pháp tứ bất ngoại tịnh, tức là bà tin Phật, tin pháp, tin tăng, tin giới, cho nên bà niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm giới mà bà chứng quả A-la-hán. Nó thì các con thấy người ta tu có một pháp hồi nãy là tu định tu đậu, rồi bà này thì tu tứ bất ngoại tịnh mà người ta thành tựu, đây bà thành tựu nè, hở thiện giải thắc nghi. Bà nói, bà gọi bà đó lành thai khéo giải thoát khỏi cái chài giã gạo, tức là bà thoát được cái chài giã gạo của bà, chắc bộ bà giã gạo dữ lắm đó. Cho nên bà nhắc lại đó, bà thoát được cái chài giã gạo, ta không còn mà xấu hổ với ông chồng đang dù. Bà có ông chồng chắc đang dù, cho nên bà xuất gia bà đi rồi bà thoát khỏi ông chồng đang dù của bà, cho nên bà không thấy xấu hổ rồi. Với cái son chảo nấu ăn bà còn lìa được cái son chảo nấu ăn của bà nữa. Với nghèo đói tồi tàn, chắc trong nhà bà chắc nghèo lắm, bà thoát ly được rồi. Với nghèo đói tồi tàn, chặt đứt được tham ái, tức là bà ly được tất cả những cái cuộc sống của gia đình, bà thực lại ở trên là cái cuộc sống gia đình của bà ly ra được rồi, thì bây giờ bà mới chặt được cái tâm tham ái của bà, do cái bà sống đúng như Phật, bà sống đúng như pháp, bà sống đúng với như tăng, bà sống đúng với giới luật, nó không phạm phải một cái lỗi lầm nào hết, cho nên bà đã đoạn dứt tâm tham sân của bà. Ta sống không tham sân, ta đi đến gốc cây, ôi an lạc ta thiền, sung sướng không? Con thấy không? Ta cứ chỉ dứt đó, bây giờ người ta ngồi lại người ta nhập định, tức là bà nhập tứ thiền liền đó. Cho nên ôi an lạc ta thiền, tức là bà nhập vô tứ thiền cái an lạc. Bởi vì cái thiền là cái lạc địa nhất ở trong tất cả các lạc, địa nhất hướng tối thắng cái lạc. Bởi vì các con biết nó có bốn cái lạc của thế gian gọi là dục lạc, mà có bốn cái lạc của xuất phát thế gian, tức là sơ thiền là một cái lạc nè, nhị thiền cái lạc nè, tam thiền cái lạc nè, tứ thiền cái lạc tối thượng nhất của trong bốn cái lạc. Cho nên các con thấy khi mà các vị ngày xưa người ta đã hiểu được Phật pháp rồi, người ta dứt bỏ được cuộc đời rồi, rồi bắt đầu người ta hiểu được, người ta tu cái định, người ta tu cái tứ bất ngoại tịnh, tức là bốn cái pháp bất ngoại làm cho cái tâm người ta thanh tịnh á, thì người ta chỉ sống như Phật, người ta chỉ tùy theo pháp của Phật mà ta làm không sai, người ta sống đúng như các bậc thánh tăng, người ta sống đúng giới luật, người ta không phạm phải một cái lỗi nào hết. Từ đó người ta quét sạch cái tâm tham sân si người ta. Do đó người ta chỉ cần ra lệnh hơi thở ngưng, bắt đầu người ta bảo các hành trong thân ngưng, bắt đầu nó ngưng hoàn toàn, cái thân đang sống như thế này bắt đầu hơi thở ngưng. Đâu có cần phải mà tập luyện hơi thở như các con, mà phải thở chậm thở nhẹ như thế này thế khác để rồi kéo dài từ ngày này đến ngày khác mà nó không chịu ngưng. Người ta chỉ cần cái tâm thanh tịnh, người ta ra lệnh thôi. Bởi vì nếu mà chúng ta sống giống như Phật, bây giờ ông Phật ông phải đi xin ngày một bữa ông ăn này, thì mình niệm Phật là cái thân niệm Phật, thì mình phải niệm cái thân, mình phải niệm phải ngày một bữa cho đâu ăn phi thờ được, phải không? Rồi cái thân của Phật á là không có ngủ, phân của Phật á thì sống thầm lặng không có nói chuyện, còn mình á thì thích nói chuyện, do đó mình cái thân của mình không giống Phật chút nào hết. Do vì vậy là làm sao mình niệm Phật? Niệm Phật là phải giống Phật, làm y như Phật, tâm Phật, thọ Phật đều phải y giống nhau hết. Rồi pháp của Phật phải tùy theo đúng, không có làm sai pháp Phật, không có làm tu không có sai.
rồi giờ thánh tăng sống như thế nào thì cái vị này người ta cũng nương theo đó, người ta sống đúng thân cũng y như các vị thánh tăng đó, rồi tâm của vị đó cũng phải sống đúng như các vị thánh tăng đó, và cuối cùng thì giới luật không vi phạm. Cho nên vì vậy mà cái tâm hoàn toàn thanh tịnh, cho nên tới đâu người ta đâu có ngồi thiền nhập định gì đâu, ôi an lạc tha thiền, nó liền đó người ta thiền định liền, sung sướng không? Còn các con ngồi thiền thôi mỏi cổ, mỏi lưng gần chết mà đau chân chân thôi lung tung hết, mà cuối cùng thì hơi thở không ngưng, các hành không ngưng, không làm chủ được sinh tử. Còn người ta chỉ hóa được cái tâm tham sân si, người ta ra lệnh bây giờ muốn ngồi thiền thì sung sướng biết bao nhiêu, người ta ngồi lại bắt đầu có chừng 5 phút hay 3 phút người ta ra lệnh các hành ở trong thân ngưng, hơi thở ngưng, nó bắt đầu nó ngưng rồi cái thân nó cứng ngắc rồi, nó đâu có đau đớn gì nữa. Ta ngồi bả bốn ngày đâu có đau. Còn mấy con nói gì nói mà nó cứ đập hoài trong ngực, nó cứ đập hoài, cái hơi thở cứ phì phò hoài, lát đau phải rút chân đi kinh hành, hay hoặc là đau quá phải xoa chân, không thể ngồi lâu được. Còn người ta nó ngưng rồi nó còn đau, cho nên người ta ngồi bao lâu cũng được. Ôi an lạc tha thiền, sướng không? Nghe câu cuối cùng thấy thiền người ta dễ không? Còn các con thiền gì mà coi vất vả quá vậy? Bởi vậy tu sai, tu không đúng, cho nên nó không được. Đó, thì các con thấy chưa? Thấy cái sai mình không? Cho nên hầu hết là nhìn chung người mà tu thiền bây giờ không đúng vào con đường của đạo Phật, cho nên tu hoài mà tu sai. Tu sai cho nên không có đạt được. Đây các con nghe một vị thánh tăng. Đây là ni á, bên nữ á. Còn bây giờ bên nam này, người ta tu tứ vô lượng tâm đây. Hồi nãy tu vô lậu định chứ gì? Rồi tu tứ tứ bất hoại tịnh chứ gì? Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng gì? Còn bây giờ thầy nói họ sắm cái sâu chuỗi sao mà dài như vậy, đeo cổ vậy? Mà niệm Phật mà sao thầy thấy nó không giống Phật chút nào hết? Ông Phật ăn ngày một bữa mà ông thầy niệm Phật sao ăn ba bữa, làm sao mà niệm Phật? Niệm kiểu đó làm sao mà giải thoát được, phải không? Các con thấy nó làm cái sai, không đúng. Vì vậy bây giờ thầy đọc lại cái câu chuyện của một vị thánh tăng trong cái thời Đức Phật. Đây để thầy đọc lại cái này cho các con nghe, để kết thúc cái bài Tứ Vô Lượng Tâm. Thầy thuật lại cho các con nghe một mẫu chuyện thánh tăng trong cái thời Đức Phật tu tập thiền quán hướng niệm, trao dồi bốn tâm vô lượng để trở thành một vị đệ tỳ kheo đệ nhất về hạnh từ bi vô lượng. Nghĩa là trong cái thời Đức Phật có cái vị này là cái người đệ nhất về hạnh từ bi vô lượng. Tại vì người tu tứ vô lượng tâm cho nên nó là đệ nhất từ bi vô lượng. Ngài Sivitti, ngài là em trai của ông Cấp Cô Độc. Chắc nghe ông Cấp Cô Độc thì ai cũng biết, mà ngài là em trai của ông Cấp Cô Độc. Mà trong cái ngày mà ông Cấp Cô Độc á, cúng dâng cái tịnh xá trì viên cho Đức Phật á, thì ông có chứng kiến và nghe Pháp Phật đã thuyết giảng ở trong cái buổi đó. Sau đó ông nghe thuyết giảng rồi, ông mới đến xin Phật để xuất gia và thọ đại giới, và được Phật chấp nhận cho ông xuất gia và thọ đại giới trong những cái ngày hôm sau. Ngài thâm hiểu được hai loại giới luật. Ngài khi mà theo Phật thì ngài chỉ có nghiên cứu về giới luật, nhưng ngài thâm hiểu được hai loại giới luật, nội giới và và ngoại giới. Giải quá ngoại giới thì các con thấy rằng tất cả những giới luật mà của Phật mà ghi ra những cái lỗi này lỗi kia đó, những ai vi phạm vào những cái đó gọi là ngoại giới. Còn nội giới là cái gì các con biết không? Là không có ham muốn. Cái giới có một cái giới nội giới thôi, là không ham muốn, là tất cả những cái giới gì nó cũng là thanh tịnh hết. Cho nên ngài đã thâm hiểu được hai cái loại giới, nội giới và ngoại giới. Nghĩa là ngài bắt đầu ngài nghiên cứu về cái giới ở bên ngoài, xong rồi ngài thấy rõ ràng chỉ có cái một cái giới thứ nhất là cái giới không có ham muốn, là nó sẽ thành tựu được giới hết. Nó do vì vậy đó ngài không cần tu gì nữa hết, bắt đầu ngài tu tứ vô lượng tâm. Bởi vì thực hiện được cái giới mà không ham muốn này là phải cái tâm thương yêu chúng sanh vô lượng cả, nó mới là có thể mới có hết ham muốn, chứ còn không thì nó ham muốn dữ lắm. Ngài thâm hiểu được hai loại giới, được Đức Phật cho một đề tài thiền quán hướng tâm trao dồi thân tâm bằng pháp môn tứ vô lượng tâm. Từ đó ngài trở thành một người đệ tử của Đức Phật có từ tâm đệ nhất. Đó, từ cái tứ vô lượng tâm mà được cái, không có người đệ tử nào mà đệ nhất cái từ tâm đệ nhất như ông ta hết. Đây quý thầy nghe bài kệ của ngài đây. Từ tâm ta trao dồi, đó, ông thường xuyên trao dồi cái tâm từ của ông, phủ trùng khắp muôn phương, nghĩa là đối với chúng sanh con vật cây cỏ gì ông cũng thương xót như thầy đã dạy các con rồi đó. Đó thì ông cũng tu tập như vậy chứ không gì khác hơn, cũng dùng pháp tùy theo bốn cái tứ vô lượng này, bốn vô lượng tâm này, rồi ông hướng, ông nhắc, ông trao dồi cái tâm của mình để theo cái pháp đó,
mà cho nó thực hiện được cái lòng thương yêu của ông. Phủ trùng khắp muôn phương, bi tâm ta trao dời, thương khắp hết quần sinh. Nghĩa là tất cả những sự đau khổ gì của chúng sanh là cái lòng bi của ông thương hết, không có bỏ cái một con vật nào hết, dù con vật dữ, con vật nhỏ gì, dù người thù, người quá, người ghét, người giận, người chửi mắng gì, ông ta cũng thương hết, ông không có bỏ người nào hết. Hỷ tâm ta trao dời, vui hòa cùng nhãn pháp. Tâm hỷ của ông trao dời được á, thì tất cả các pháp đều làm vui hết. Pháp người ta chửi ông cũng vui, pháp người ta mắng ông cũng vui, pháp người ta làm ông đau khổ ông cũng vui, pháp người ta chặt đầu ông cũng vui, cái gì làm ông sao ông cũng vui hết, ông không có buồn chút nào hết. Cho nên đối với dạng pháp thì ông có sự hòa vui cùng dạng pháp. Xả tâm ta trao dời, vạn vật đều chung vui. Nghĩa là cái tâm xả ông xả hết, không còn vật gì dính trong ông thôi. Cho nên vạn vật, cây cỏ, từ cây cỏ, thú vật gì, tất cả đều là cái sự vui chung với ông hết, chứ không có cái gì mà riêng hết. Ông vui là tất cả mọi vật vui, ông buồn là tất cả mọi vật buồn, nhưng mà ông vui luôn chứ không có bao giờ ông buồn. Tâm ta khéo định tĩnh, tinh cần sống giải thoát. Nó ông chỉ có tu bao nhiêu đó thôi. Các con thấy tôi có chỉ tu tứ vô lượng tâm thôi. Bốn cái tâm vô lượng này mà ông chứng quả A-la-hán, ông thành tựu. Sau khi tu như vậy là các con biết rèn luyện bằng cái pháp hướng, luôn liên tục rèn luyện trao dồi mình bằng pháp hướng, chứ không có pháp hướng làm sao. Mà pháp hướng đó là cái pháp ra lệnh điều khiển bằng cái sức tinh thần. Cho nên đến khi đó ông chỉ mà cái tâm mà ông giải thoát hoàn toàn, mà phủ trừng bốn cái tâm vô lượng này, thương yêu chúng sanh vậy, nó đâu còn cái ham muốn, đâu còn cái nội giới nữa, cái dục đâu còn, cái lòng ham muốn đâu còn. Cho nên từ đó ông ra lệnh cái hơi thở ngưng đi, các hành ngưng đi, nó ngưng liền, ông nhập tứ thiền. Rồi từ đó ông hướng tâm đến tâm minh, lậu tận minh đến, ông thấy rõ ràng rồi, tôi giải thoát rồi, đời nay tôi đâu có trở lại nữa, chỉ một nghiệp này mà thôi. Nói các con thấy trên bước đường người ta tu hành là như vậy chứ đâu phải mình tu sao lâu quá. Tại vì mình tu trời cứ lo thiền định mà không lo cái tâm. Cái tâm còn ô nhiễm, cái tâm còn tham muốn, cái tâm còn dục lạc, cái tâm chưa buông rời, cái tâm chưa xả ly, phải không các con? Nếu mà xả ly được thì các con sẽ thành tựu được đạo giải thoát. Thôi đến đây thì thầy xin dừng lại để các con nghe cái lời giảng sáng của thầy qua cái băng.